cưới. Và lễ cưới thì thường được tiến hành vào cuối năm, nghĩa là sau mùa thu hoạch. Nên là nó đây cũng nó hứa cái này. Câu hỏi thứ hai sẽ là các họa tiết thường được kinh doanh của người Ba Lan có ba các màu chủ đạo là trắng, đen và đỏ, đúng hay sai ạ? Đúng, chính xác, xin chúc mừng. Người Ba Lan thường sử dụng các màu đen, đỏ, trắng để tạo ấn tượng mạnh mẽ. Theo quan niệm của đồng bào Ba Lan thì các họa tiết đối xứng của ba màu này sẽ phản ánh quan niệm về vũ trụ, lý âm dương, trời đất lấy thiên nhiên làm hình mẫu. Câu hỏi thứ ba sẽ là đồng bào Ba Na buôn bán và trao đổi hàng hóa bằng chính loại tiền của dân tộc mình, đúng hay sai? Đúng. Chưa chính xác. Đồng bào Ba Na không tiêu tiền ạ, họ mua bán và trao đổi hàng hóa. Vâng, việc mua bán của đồng bào Ba Na không dùng tiền mà họ buôn bán theo nguyên tắc đó là đổi hàng hóa. Xác định giá trị bằng gà này, diều này, cùi thóc này, lợn hay là nồi đồng, chiêng cồng hay là trâu. Câu hỏi số 4 sẽ là đồng bạc cưới vào những ngày đầu tháng, đúng hay sai? Tổ chức đám cưới vào những ngày đầu tháng, đúng hay sai? Xin mời. Sai. Vâng. Sai. Sau một buổi đắn đo, đưa ra đáp án là sai và đáp án là sai là đáp án chính xác. Chúc mừng các bạn. Ngày cưới của đồng bào Ba Na thường được tổ chức vào giữa tháng, tức là đúng dịp trăng tròn, và đây cũng là ngày tốt nhất mà trong quan niệm của đồng bào Ba Na để chọn để tiến hành việc trọng đại trong đời mình. Đám cưới được xem là ngày hội của làng và chỉ diễn ra trong vòng một ngày tại nhà rông của làng. Buổi chiều của ngày hôn lễ cho đôi lứa trong một không khí rất trang nghiêm. Người đến từ Tây Nguyên. Thứ hai là trang vào đấy kia tính là luôn vươn lên cuộc sống. Tức và thứ ba đó là trang vào cái tinh thần dũng cảm của con. Chúng tôi chấm cả hai đáp án kỷ niệm và kỷ niệm xưa. Và đáp án của bạn đưa ra là niềm chiến xa cũng là đáp án chính xác. Và như vậy, cũng như tôi nói từ ngay bắt đầu đúng không ạ? Chúc mừng cho anh Quân, của anh Quân đã gỡ hòa ở câu hỏi thứ hai này. Tất nhiên là cả hai người chơi của chúng ta đều thuộc bài hát này, bởi vì khi anh Quân đang trả lời thì bạn đang người khác. Và khi bạn đang trả lời thì anh Quân lại đang người khác. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi cuối cùng của cái định đối mặt này. Tất cả này đấy. Các bạn hãy kể về chúng ta hoặc vùng lãnh thổ. Kìa mẹ gọi, nào, em ơi. Cái em mở. Và người đầu tiên trả lời câu hỏi cuối cùng này là anh Quân. Xin mời. Vâng, anh nha. Mỹ. Mỹ em bạn. Con năm ban là ba, nó tỏa ra nhiệt nóng mà. Bơm nhiệt. Con ly là con nhỏ nhỏ. Nhà em mâm gì ấy? Thôi, anh bắt được con thôi.
Ừ, chứ tôi đủ hết tại nhà của ba, mắng đấy. Xúc ăn đi. Xúc ăn đi. Con xúc ăn đi. Ừ, con ăn đi. Ngứa răng của hai con. Nghiêng rồi.